Không chỉ đạt giải nhất cuộc thi Hãy Hát Lên do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức, mà giọng hát của Nguyễn Thị Huyền còn chinh phục được khán giả và ban giám khảo các cuộc thi âm nhạc dành cho sinh viên toàn quốc. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang sân khấu là một cô gái mồ côi đầy nghị lực, chưa một lần được biết mặt bố. Mẹ mất khi Huyền 14 tuổi. Chị gái đi làm công nhân ở miền Nam. Huyền phải trải qua những ngày tháng cô đơn, lạc lõng như thế suốt bao nhiêu năm qua. Dù gian khổ là thế, nhưng Huyền vẫn luôn là học sinh, sinh viên ưu tú bởi niềm đam mê âm nhạc đã chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của Huyền. Lời ca tiếng hát là nơi mà em có thể gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình vào đó. Và đó là cách mà em giải tỏa được nỗi buồn. Và từ những tiếng, những giai điệu của âm nhạc thì em có thể vô tư và yêu đời hơn, sẽ vượt qua được sự buồn tẻ đó. Người hiện nay luôn yêu thương, đùm bọc và san sẻ buồn vui cùng Huyền là bà Phan Thị Thiêm, mẹ của cô giáo từng dạy Huyền tại trường Đại học Vinh. Huyền vẫn gọi bà với cái tên trìu mến, bà ngoại. Bà cảm thấy khâm phục một đứa con gái mà không có bố mẹ này, chỉ thì ở xã là từ nó tự quản đấy, và tự học là có, chỉ có học bổng này, rồi là học được học giỏi thì là có tiền học bổng, rồi cứ lấy đó nuôi đó thôi, chẳng có ai cho đâu. Chị thì công nhân, chị nghèo, thế mà qua quá trình em thì hẳn là có cái năng khiếu hẳn hạt rất hay, bà rất thích hẳn nghe hẳn hạt. Với năng khiếu ca hát cộng thêm thành tích cao trong học tập rèn luyện, Nguyễn Thị Huyền đã từng bước khẳng định được khả năng của bản thân. Và dù hiện nay chỉ mới đi dạy tại trường mầm non Hưng Bình theo hợp đồng, thay nghỉ sinh cho giáo viên khác, nhưng Huyền vẫn luôn cống hiến hết mình cho công việc. Trong cái quá trình làm việc của em thì chúng tôi cũng đánh giá rất là cao về cái phẩm chất đạo đức, về cái năng lực chuyên môn, về các cái hoạt động phong trào, và đặc biệt là mọi cái kỹ năng trong cuộc sống. Chúng tôi cũng rất là mong muốn cả quỹ, cả cấp lãnh đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Huyền được phục vụ cho ngành nói chung, để em được có một cái bước khởi sắc, yên tâm công tác hơn. Từ một cô bé mồ côi, Nguyễn Thị Huyền đã vượt qua hoàn cảnh để có được những thành tích như hôm nay. Nếu lời ca tiếng hát xua tan nỗi cô đơn, tuyệt vọng trong quá khứ, thì giờ đây sự hòa đồng, yêu mến của đồng nghiệp ở trường mầm non Hưng Bình dành cho Huyền sẽ là động lực to lớn để em bước tiếp con đường tương lai, để Huyền có thể mang lời ca tiếng hát và cả lòng yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn cho các em nhỏ, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.